khán giả Nguyễn Văn Tuấn ở Nam Định. Khán giả có hỏi là tôi đang có dự định nuôi gà sinh sản để xuất bán trứng ra nước ngoài. Vậy chương trình có thể giới thiệu giúp tôi một mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng hiệu quả để tôi có thể học hỏi kinh nghiệm. Và xin hỏi là để xây dựng trang trại nuôi gà đẻ trứng thì cần phải chuẩn bị những công việc gì? Dạ vâng, thưa anh Tuấn, trước khi đến với phần tư vấn của chuyên gia Phạm Ngọc Thạch thì chúng tôi xin được giới thiệu tới anh một mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng hiệu quả của gia đình anh Đoàn Ngọc Hảo ở tỉnh Hải Dương. Chỉ với một cái bấm nút điều khiển như thế này, toàn bộ máng ăn sẽ được hạ xuống. Anh Hảo chỉ cần đổ thức ăn vào máng một lần, sau đó khi đến giờ, anh sẽ hạ xuống cho gà ăn 3 lần một ngày. Gà sẽ ăn tập trung hơn, đặc biệt gà sẽ ít bị chết vì hạn chế được sự tác động mỗi khi cho ăn. Hiện tại là trại chỉ có một mình làm thôi, một mình quản lý. Và càng rút ngắn được công đoạn nào thì càng tốt, công đoạn đấy giảm được cái giá thành chi phí sản xuất xuống. Ngoài ra, trong quá trình chăn nuôi, anh Hảo còn nhiều thiết kế sáng tạo khác như hệ thống sát trùng tự động, hệ thống ổ đẻ cho gà. Đã có nhiều năm làm nghề cơ khí trước khi nuôi gà. Do vậy, những hệ thống như thế này đều trở nên đơn giản với anh. Thực ra nó ở địa phương nó là một cái sẩn để người ta xúc đất đá cào, người ta vận chuyển chỗ khác. Cái chi phí của nó một ổ đẻ này nó chỉ rơi tầm khoảng trên dưới 20.000 thôi. Tham gia khởi nghiệp từ tháng 1 năm 2017, sau hơn 3 năm, dưới sự tư vấn kỹ thuật của tiến sĩ Vũ Ngọc Sơn cùng những sáng tạo của mình, ba lứa gà của anh Hảo đều phát triển ổn định. Gà được sử dụng thảo dược thường xuyên để phòng bệnh. Mỗi tháng, anh Hảo xuất ra thị trường hàng nghìn quả trứng gà, doanh thu mỗi năm trung bình khoảng 200 triệu đồng. Điều đặc biệt, anh còn tự tay thiết kế những chiếc hộp đựng trứng như thế này để tạo thương hiệu cho sản phẩm của mình. Đưa vào bảo quản chất bảo quản chitosan, mình đưa vào đây thì giữ được quả trứng này nó tươi trong vòng 20 ngày ở nhiệt độ bảo quản bình thường, tươi như vừa mới đẻ. Với thiết kế nhỏ gọn, có đầy đủ tem nhãn và các thông tin cần thiết của sản phẩm trứng, anh Hảo sẽ tạo niềm tin tốt hơn với người tiêu dùng. Dạ vâng, hy vọng rằng là với những thông tin vừa rồi thì anh Tuấn đã có thêm những kinh nghiệm trong việc chăm sóc đàn gà đẻ trứng của gia đình mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được hỏi chuyên gia Phạm Ngọc Thạch ạ. Nếu như anh Tuấn muốn xây dựng cái trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng hiệu quả thì cần phải chú ý đến những công việc gì ạ? Vâng, tất nhiên chương trình cũng đã cho anh Tuấn xem cái mô hình trên qua cái video clip thì anh Tuấn cũng đã biết rồi. Nhưng tóm lại, một cách ngắn gọn, nếu mà xây dựng một cái trang trại chăn nuôi gà đẻ được tốt, và đặc biệt đối với anh Tuấn này muốn là xuất trứng ra nước ngoài thì cần phải đảm bảo mấy yếu tố sau đây. Thứ nhất là cái môi trường chăn nuôi, thứ hai là cái chuồng nuôi. Thì chuồng nuôi đây là phải dùng với cái phương pháp là dùng cái biện pháp là chuồng kín, chứ nếu mà nuôi họ thì là sẽ không đảm bảo được cái chất lượng. Thứ ba là thức ăn. Thức ăn ở đây là phải thức ăn mà không có ý việc mà tồn dư kháng sinh, hoặc là không được sử dụng cái kháng sinh trong quá trình chăn nuôi, thì đấy là vấn đề thức ăn. Còn để mà có cái số lượng trứng, tỷ lệ trứng cao thì cần phải lưu ý chọn các giống gà được tốt và đồng thời chăm sóc nuôi dưỡng tốt. Thì chăm sóc nuôi dưỡng tốt ở đây là thức ăn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng, và loại thức ăn phải thì tùy thuộc vào theo các cái giai đoạn. Ví dụ như là ở giai đoạn nếu mà anh úm thì là cái sử dụng thức ăn nó khác, giai đoạn mà gà giò thì thức ăn nó một khác, và giai đoạn gà hầu bị thức ăn một khác, và giai đoạn gà bắt đầu đẻ thì thức ăn một khác. Và đặc biệt là định kỳ bổ sung vào khẩu phần thức ăn các chất khoáng cũng như các cái vitamin dưới dạng pyramid. Thì đấy là cái mấy vấn đề mà cần lưu ý. Và một vấn đề hết sức cần lưu ý nữa là phải thực hiện đầy đủ các cái quy trình phòng bệnh của các cái nhà chuyên môn đưa ra, thì có như vậy thì mới giảm được chi phí trong quá trình chăn nuôi, với tăng năng suất trong quá trình chăn nuôi và cái hiệu quả chăn nuôi mới cao. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Phạm Ngọc Thạch ạ. Và trong quá trình khởi nghiệp cùng với mô hình nuôi gà đẻ trứng, gặp bất cứ khó khăn gì thì anh Tuấn có thể gọi tới số 1900 6145. Chuyên gia Phạm Ngọc Thạch và các chuyên gia chăn nuôi khác của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ giúp cho khán giả.